Sau một ngày đi phóng sanh mệt mỏi, em đã về nhà. Mai 4 giờ sáng chúng ta lại tiếp tục lên đường nha các anh em. Thứ hai này hồ bơi câu lạc bộ Tiên Cá hoạt động lại rồi, em sẽ đi bơi lại. Em được thông báo rồi. Mặc áo đi mê Hàn Quốc nè. 10 giờ. Chuẩn bị test hồ bơi nha. Hồ bơi này mà đẹp là em bơi tới 4 giờ sáng luôn nha mọi người. Hello, xin chào gia chủ. Nói nhiều quá. Hi, xin chào các bạn. Bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng thì mình chuẩn bị đợi xe đến trước đi phóng sanh ở Phật Cô Đơn. Chuẩn bị tới giờ đi phóng sanh. Bây giờ phóng sanh ở những nơi trong thành phố để bị chích cá. Thế nên mình sẽ đi phóng sanh ở những nơi càng ngày càng xa hơn. Các bạn nhớ theo dõi nha. Sẵn sàng lên đường cùng Tuyên hôm nay chưa các bạn? Chuẩn bị nha. Phóng sanh, giải cứu động vật, bảo vệ thiên nhiên động vật, hoạt động môi trường. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây, Xuân? Đi phóng sanh ở Phật Cô Đơn, Lê Minh Xuân. Chợ này có nhiều loại tôm cua cá cần được giải cứu á ha. Chợ này của người ở nhà quê á, qua Phật Cô Đơn rồi ở gì đây rồi. Đây. Rất nhiều. Tôm cua cá ếch cái gì cũng có. Cá phóng sanh, cá này cá gì hả cô? A Di Đà Phật. Xin chào quý vị Bồ Tát. Một phái đoàn 500 anh em của hội phóng sinh đã đến để giải cứu. Sáng ta đi chợ mua cá, về nhậu mình đi mua cá phóng sinh, mình phải thức dậy sớm 4 giờ rưỡi sáng.